Anh em nào muốn mua nick Free Fire Hữu Văn Mai Kim Cương giá rẻ, anh em hãy đến workshop quý11ngón.com nha anh em. Đừng lên, mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Hello, xin chào tất cả những người anh em nha. Mình là quý11ngón đây. Và hôm nay mình sẽ đột nhập vô nick Đan Nhi trị giá 100 triệu của Đan Nhi nha anh em. Đó. Và hôm nay mình sẽ tặng bả 10.000 kim cương luôn, xem phản ứng của bả ra sao nha. Nếu anh em nào cảm thấy hay, em nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Đó, chúc anh em một ngày mới mát mẻ, sạch sẽ và không có ghẻ nha anh em. Ok, anh em tích cực comment mà được nhiều like thì mình sẽ tặng kim cương cho anh em, nhớ là xem hết video nha. Ok. Nè, đây là shop ad của mình và mình sẽ đăng nhập cho anh em. Đăng nhập Facebook. Mình sẽ nhấn login Facebook nha anh em. Đó, mình sẽ nhấn Facebook. Đó, và mình sẽ vô được hôm mà mình quay á là nó sẽ còn 600 mấy ngàn cho mình nha. Và mình bây giờ mình sẽ vô dòng quay mùa hè sôi động nè. Đó. Mình vô mình sẽ quay cho anh em, mình sẽ quay cái phát đầu tiên nha. Để coi liệu coi có trúng 9.000 bể trúng không. Cái gì vậy trời? 99.000 kim cương. 99.000 kim cương. Trời trời thiệt cái gì? 20k mà mình đã trúng 9.999 kim cương em ơi. Ok, mình sẽ ủa, mình sẽ quay phát tiếp theo nha. Phát tiếp theo 239 kim cương. Ui, lợi với ta 40k thôi đó trời. Mình sẽ quay tiếp phát tiếp theo nha anh em. 19 kim cương. Trời, chưa chân. Quốc 9.999. 7.999 kim cương. Trời ơi, shop bị lỗi hả trời? Shop bị lỗi hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà 99.000 kim cương không vậy trời? 239. 239 kim cương. 19 kim cương. Thôi, mình ra mình rút mới được. Đâu rồi? Rút chỗ nào đâu? Mình sẽ bấm vô Nguyễn Bảo Quý nha anh em. Và mình sẽ đi rút kim cương. Rút kim cương nha anh em. Và mình sẽ bấm mát cái ấy luôn. Ok, mình sẽ vô đây mình lưu cái ID của mình nha anh em. Đó, lưu cái ID lại. Trời, cái shop đi, cái shop. Sao bữa nay cái giọng mai của nó dữ dằn vậy trời? Ok, mình sẽ rút cho anh em. Đó, dán nè, rút nè. Hiện tại mình có 37.000 kim cương luôn. Mình có 37.000 kim cương luôn em ơi. 3 lần là 4 lần, 3 lần là 3, cho 3.000 đi. 4.000 nè, 5.000 nè, 6.000 nè, 7.000 nè, 8.000 nè. Trời, 37.000 kim cương sợ biết gì nữa hết trời. 8.000 nè, 9.000 nè, 10.000. 10.000 kim cương không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô á, mình lưu cái ID của mình nha anh em. Rồi mình nạp tiếp theo vô cái ID của mình luôn. Rồi bữa nay giàu rồi anh em ơi, bữa nay giàu to rồi. Tự nhiên quá trời kim cương luôn. Rồi cái nick của mình nè. Mình sẽ sao chép ID nha anh em. Đó, mình sẽ vô mình nhập cái ID mình vô và mình sẽ nạp cho anh em. Đó. 37.000 kim cương luôn. Trời ơi. Rồi dán nè. Đó, mình sẽ rút cho anh em. Rút thì nào khi nào hết thì thôi. Trời trời, bữa nay giàu to rồi anh em ơi. Ấu xong xong mình bữa nay mình hên chứ, tại mình quay phát đầu 9.999 kim cương luôn. Phát tiếp theo 7.999 kim cương. Mình mất chưa được 100.000 nữa trời ơi. Ok, mình sẽ rút tặng tay cho anh em xem luôn nha. Đó. Wow, anh em sẽ xem nha. Mình nó tự nó chuyển vô kim cương cho mình luôn nha, là tặng 37.000 kim cương nữa nè. Tặng 37.000 kim cương nữa đó. Anh em nhớ đón xem nha. Mất công anh em nói mình giả dối nha anh em. Đó, cảm ơn em nhiều luôn. Rồi chúc em xem clip nha. Và họ mình sẽ sau nick của Đan Nhi nha anh em. Đó, rất là giàu luôn, 100 củ mà. Lúc tự nó nhầm lắm, quá trời kim cương em ơi. Quá trời kim cương em ơi. Ok, mình sẽ rút tiếp theo thì nó đã hát bài thôi nha anh em. Đó, tại vì 37.000 kim cương mà. Hát bài thôi. Ok. Rồi. Để hát bài thôi nha. Đó. Ôi, 37.000 kim cương mà lúc bài mất kìa trời. Thôi, 37.000 là nhiều lắm đó trời. 37.000 kim cương là dữ lắm anh em. Ok, mình sẽ rút sạch luôn nha. Bây giờ chủ shop mình là to rồi. Cái này là tiền shop chứ không phải là tiền kim cương giả mạo, nên em để phá nick em nó không có đâu nha. Thôi nên mình suy nghĩ vậy như vậy nha. Ok, mình sẽ đi rút cho anh em xem. 37.000 kim cương. Trời ơi, trời biết trời đâu rút. Rồi nó hết rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ vô nha. Mình sẽ vô mình lại. Ok anh em ơi. Và kim cương nó vô rồi. Hồi nãy giờ mình không quay mà mình vô mình đổi tên mấy con bé Thịnh này tên mình hết trơn rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ vô mình đặt trước hẻ vô cực cho bả luôn nha anh em. Đó, đặt trước hẻ vô cực cho bả luôn. Ok. Ui, được cái súng, súng gì ta, súng điện skin hả? Đồ khá là đẹp đây. Ok, bây giờ mình sẽ sâu cái dàn súng cho anh em xem nha. Nè, đó, con gái đó, cái nick của con gái đó nha. Cái nick trị giá 100 triệu, trời ơi là trời, nhìn nè, anh em nhìn nè. Đó, đủ xài luôn, AK nè, AK hiếu gì tùm lum hết trơn luôn. Đậu xanh. Bà đó, một hồi mình sẽ cho anh em vô coi nguyên cái dàn bộ đồ nữ của bà nha anh em. Trời ơi trời, dữ lắm anh em ơi. Rồi, đây nè. Đó, skin M40 nè. Con gái đó nha. Con gái mà bà nạp như vậy đó, có đồ gì là ra là lụm hết nha anh em. Đó, có đồ gì là ra là quất liền. Rồi. Ui ui, ui. Đồ quá trời rồi. Đủ skin luôn, cái gì cũng có cho anh em. Nè, cái này cũng mới mà cũng có nữa. Đó anh em không? Dao kéo gì nè. Ui ui, quá trời anh em ơi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ còn mình sẽ vô sâu vô đồ nữa cho nè. Nè anh em nhìn nè. Trời ơi, trời. Trời ơi, ui ui, dữ vậy, dữ vậy. Đó anh em thấy không? Anh em có trị giá, anh em nghĩ một bộ bao nhiêu tiền, mình nói là 100 triệu đó, mình nói thiệt. Đó, anh em không? Chơi một cái thứ chơi từ hồi đó giờ rồi nè, từ hồi đó giờ nó anh em hiểu không? Ui ui, đó anh em không? Ít xịt có nhiêu đâu, ít xịt có già 30 bộ cho nhiêu. Nè, nè, rồi. Đây, mình sẽ sau tiếp theo cho anh em, đó. Đó, ít xịt chơi nhiêu đó anh em nè. Quái, quái. Con gái mà, con gái 19 tuổi nha anh em. Đó, con gái mà nạp cái gì nè, thứ gì chưa nói anh em. Nè, đó. Đó, đồ không thiếu một bộ luôn. Đồ không thiếu một bộ luôn. Nè, nè sẽ vô, mình sẽ vô mình nói. Đây nè, đó. Sẽ vô nè, đó. Trang phục 11 nè. Đó, để 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, không, 6 nè, 7 nè. Quá trời anh em ơi, quá trời. Nè, anh em nhìn nè. Đó, không, toàn là đồ VIP không luôn nha, mình nói thiệt mà. Cái nick này chỉ giá nó đồ ngựa nó 100 triệu mà nè, nè. Đồ gì mà không có anh em nghĩ ơi. Đồ gì mà không có nè, đồ này còn có nữa. Nè thấy không? Quá trời luôn anh em ơi. Gái mà nạp cái gì đó, thứ gì chưa nói. Ui, có bộ này, bộ này bộ gì vậy trời, bộ này bộ gì mà nhúc nhích kìa anh em. Đó. À. Ôi, ủi gì vậy? Ôi, bự vậy trời. Ôi, công nhận bự vậy ha. Ôi ơi. Ôi. Ôi, mình lướt hoài, mình lướt hoài không hết kìa anh em. Nậu xanh, cái nít con gái mà dị ra cái nít của mình không bằng gốc cái nít này nữa. Nè, đồ đá banh nè. Đó thấy không? Ôi, quá trời anh em ơi, quá trời. Ôi, 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 ôi. Quần nè, quần nè. Trời ơi là trời, cái gì mà dữ vậy trời. Quá trời anh em ơi, quá trời, quá trời, quá trời. Quần này nữa nè, trời ơi. Rồi mình sẽ vô. Ôi ơi là trời, cái gì dữ vậy trời. Đó nè. Quá trời, hết nói nổi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua nha Việt Nam nha anh em. Đó, mình sẽ qua nha Việt Nam nha. Đây. Nè, anh em thứ gì chưa nói nè. Đó, thứ gì chưa nói. Đó, anh em mình còn có mấy bộ này nữa mà nè. Nè. Đây nè, đây nè, thấy không? Quá trời anh em ơi. Con gái lứa mà nạp game cỡ đó đó. Ờ, quá trời. Ôi, có hẻ vô cực 12 nữa nha anh em. Đó. Ôi, hẻ cực 11 nè. Đau sưng nè. Ôi, mới bị cắm sừng hay gì nè. Mới bị cắm sừng hay gì nè. Đó, nếu anh em cảm thấy hay thì anh em nhớ xem hết video cho mình, xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Đó, chúc anh em xem nha. Ok. Đó, quá trời, mình hết nói nổi anh em ơi. Quá trời hết nó nổi nè. Rồi đồ nè. Trời ơi là trời, cái gì mà dữ trời. Nhân vật nữ mua mấy cái bộ này chi cho tốn tiền không? Để tiền ăn sướng không? Đó. Ok. Rồi. Nè không, anh thấy không? Đồ gì mà không có. Đồ gì mà chả có. Nè thấy không? Bộ bộ nào mà không có. Quá trời anh em ơi. Con gái đứa mà nạp game cỡ này thôi. Nè thấy không? Quần nè, hiếu bộ nào, hiếu bộ nào mình cho luôn. Đâu, hiếu rất là nhiều nha anh em. Ok. Rồi. Quá, wow, lướt mỏi tay quá anh em ơi.
nhiều gì mà nhiều dữ chẳng biết nữa. Ok nè, một khủng long con báo, ok bây giờ mình sẽ vô trong shop và còn gì không mình lụm luôn nha, lụm luôn nha anh em. Đó N94 cây gì mà chưa có ta, bộ này có chưa có gọi luôn. Bộ nào cũng có gọi luôn. Rồi giờ mình vô vũ khí nha. Hồi nãy bấm có cây gì ta, N94 phải không ta? Thôi mình để kim cương cho bá xài nha. Đó nếu thôi từ từ để mình vô đấy có con cái gì không mình nạp luôn nha anh em. Ok. Ôi bảo quay hết trơn rồi, cái gì cũng có hết trơn rồi. Đó giờ mình vô cái tới cái ba lô nha anh em, hầm xác nè. Trời ơi, quá trời ba lô nè. Ôi mình thích nhất cái ba lô này nha anh em, mình thích nhất cái ba lô này. Đó ba lô rồi, quá trời luôn. Ba lô gì kỳ vậy, ba lô trái dừa. Ba lô trái dừa anh em ơi, mình bị cảm tới giờ mình chưa hết luôn anh em ơi, mình bị cảm tới giờ mình chưa hết luôn. Đó bả trong vô đòn là heavy nha anh em, heavy nó xe cổ rồi nè, nè. Thấy chưa, quá trời luôn, cái gì cũng có hết trơn á nè, thấy không, quá trời luôn.